Nghệ sĩ ưu tú Tạ Minh Thảo xử gọn từ vài cảnh sát đến dân anh chị suýt bị bố mẹ vợ từ mặt chỉ vì cái tên. Nghệ sĩ ưu tú Tạ Minh Thảo là cây đa cây đề của sân khấu kịch lẫn phim ảnh. Với gương mặt nam tính cùng vẻ ngoài từng trải, nam nghệ sĩ có thể đảm nhận được nhiều dạng vai từ cảnh sát đến tay anh chị và nhận được nhiều lời khen từ công chúng. Nghệ sĩ ưu tú Tạ Minh Thảo là một người lính từng đi qua chiến tranh và trưởng thành trong nhà trường quân đội. Ông gắn bó cùng nghệ thuật mấy chục năm với các công việc như diễn viên kịch nói, đạo diễn sự kiện lễ hội, giảng viên tại các trường văn hóa nghệ thuật. Nhưng khán giả cả nước biết đến nghệ sĩ nhiều nhất trong lĩnh vực điện ảnh. Vai diễn đầu đời của nghệ sĩ là trong phim Lính Hải quân 1978. Kể từ đó đến nay, nghệ sĩ ưu tú Tạ Minh Thảo có mặt trong hơn 40 phim, trong đó có nhiều phim nổi tiếng như Anh sẽ về, Nga 1996, Câu chuyện xóm chèo 1997, Người thừa kế dòng họ, Những con nhện xanh 1998, Mùa lá rụng 1999, Những ngọn nến lung linh 2000, Đường đời 2001, Dòng sông phẳng lặng 2004. Nghệ sĩ ưu tú Tạ Minh Thảo xuất thân từ sân khấu kịch, nhưng những vai diễn ấn tượng trong phim truyền hình Cảnh sát hình sự mới là bàn đạp đưa tên tuổi nghệ sĩ ưu tú Tạ Minh Thảo đến gần công chúng. Đặc biệt vai Cường Sẹo trong phần phim Bí mật hồ hang rắn của series Cảnh sát hình sự là vai diễn khiến khán giả không thể nào quên của ông. Cường Sẹo vốn là người tốt nhưng vì trả thù cho người thân mà trở thành kẻ sát nhân, thành một tướng cướp khét tiếng. Nghệ sĩ ưu tú Tạ Minh Thảo cũng là một trong số ít diễn viên có thể hóa thân ở nhiều dạng vai truyền hình, từ phản diện, ngang tàng sống ngoài vòng pháp luật hay sĩ quan cảnh sát, vị chỉ huy công an sắc sảo trong phá án. Nghệ sĩ ưu tú Tạ Minh Thảo đều thể hiện trọn vẹn trước máy quay nhờ tài năng diễn xuất cùng kinh nghiệm sống của một người lính đã từng trải qua chiến trường. Mỗi lần xuất hiện trước công chúng, dù vai diễn dài hay ngắn, ông đều mong muốn đưa tới một hình ảnh mới lạ, không trùng lặp hay nhạt nhòa. Ở tuổi 60, nghệ sĩ ưu tú Tạ Minh Thảo vẫn vô cùng yêu nghề. Ông cống hiến hết mình cho nghệ thuật, mỗi bộ phim với nhiều cảnh quay ngoại trải dài khắp mọi miền trên đất nước, khó khăn và điều kiện không thuận lợi nhưng ông vẫn hoàn thành vai diễn của mình, góp phần tạo nên thành công, mang đến cho khán giả những thước phim chân thật nhất. Trong sự nghiệp của mình, ông đã nhận được nhiều giải thưởng danh giá như huy chương vàng tại Hội diễn sân khấu Duyên Hải 1994, Hội diễn sân khấu toàn quốc 1996, Hội diễn sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc 2004. Anh vinh dự được nhà nước phong tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú năm 2007. Nói về đời tư, nghệ sĩ ưu tú Tạ Minh Thảo, tên thật là Tạ Xuân Thảo, mới và suýt nữa anh không lấy được vợ cũng vì cái tên này. Được biết, thời điểm khi anh đang công tác ở đoàn kịch nói Thái Bình, vô tình vào chơi chỗ của chị gái và phải lòng con gái sếp của chị. Tuy nhiên, chuyện tình cảm của hai người lại không nhận được sự ủng hộ của phía nhà gái với lý do diễn viên thường không chung thủy. Nam diễn viên cũng thoải mái chia sẻ, thời điểm ấy đàng gái còn cho người âm thầm đi điều tra xuất thân, lý lịch và tính cách của anh. Kịch tính hơn, khi người nhà vợ đi hỏi bà cụ bán nước ở cổng cơ quan thì biết Thảo là người đàn ông đã có một vợ hai con ở quê. Nam diễn viên sinh năm 1962 kể lại, nhà gái cử người âm thầm đi điều tra tìm hiểu lai lịch và tính cách của tôi. Người có khả năng là chàng em rể tương lai, nhưng hài hước và chớ trêu thay, khi chị của vợ lân la bắt chuyện với bà cụ bán nước ở cổng đoàn kịch thì thông tin thu về thành Xuân Thảo đã có một vợ hai con ở quê. Đó là sự nhầm lẫn tai hại vì đoàn kịch của tôi có hai người cùng tên Tạ Xuân Thảo, cùng là bộ đội phục vụ, cùng có dâu. Sự nhầm lẫn này khiến Minh Thảo giờ khóc giờ cười vì tội trùng tên với một người cùng cơ quan, song cũng vì thế mà anh và người yêu bị phản đối kịch liệt cho đến khi nhà trai mang lễ đến hỏi cưới cũng không được nhà gái chấp nhận. Cuối cùng, nghệ sĩ ưu tú Minh Thảo cùng vợ đã quyết định tự bỏ tiền thuê cưới dịch vụ, vẫn đến với nhau. Từng có những thời điểm, ngoài công việc chính, anh phải chạy hàng buôn bán để kiếm thêm thu nhập. Những năm đầu hôn nhân, anh vẫn không được bố mẹ vợ chấp thuận. Phải tới 4 năm sau đó, bố vợ nghệ sĩ ưu tú Tạ Minh Thảo bị xuất huyết dạ dày. Ông liền cõng bố vợ chạy bộ gần 2 cây số vào bệnh viện thành phố Thái Bình, rồi đến bệnh viện Việt Bun. Ông chia sẻ thêm, tôi tưởng mình cũng ngất luôn vì mệt, nhưng sau đó nằm trên giường bệnh, bố vợ đã nói với mẹ vợ, nếu tôi có mệnh hệ gì thì bà hãy dành tình cảm cho vợ chồng Thảo, vì từ trước tới giờ tôi và bà hiểu sai về vợ chồng nó. Nghe bố vợ nói như vậy, tôi đứng khóc tu tu, mọi tủi hờn thiệt thòi được cởi bỏ hết. Theo nghệ sĩ ưu tú Tạ Minh Thảo, hiện tại vợ chồng anh nhận được tình cảm yêu thương hết lòng của phía nhà ngoại. Bố mẹ vợ anh đã gần 90 tuổi, còn anh em nhà vợ đều ở xa, không có điều kiện chăm sóc nên vợ chồng anh mua nhà gần ông bà để tiện đỡ đần. Nếu như trong phim, khán giả có thể thấy nhân vật của ông nắm trong tay quyền lực, hưởng cuộc sống giàu sang phú quý, thì ở ngoài đời, nghệ sĩ Tạ Minh Thảo vẫn vui vẻ tự nhận mình là xe ôm, chở hàng cho vợ của ông, hiện đã là giáo viên về hưu. Ông trùm cũng tếu táo nói rằng, người ta hay bảo tôi đóng phim có tiền rồi, cần gì phải đi chở hàng cho vợ. Nhưng với nghệ sĩ Tạ Minh Thảo hay những đồng nghiệp khác của ông, dù vẫn luôn coi nghề diễn là đam mê, luôn cháy bỏng vì nó, nhưng khi trở về tới nhà là lại hết lòng vì cuộc sống gia đình, làm đủ mọi thứ không chỉ để kiếm cơm nuôi gia đình mà còn là nuôi dưỡng cho khát khao được cống hiến cho nghệ thuật. Các con của ông đã trưởng thành, đã ổn định sự nghiệp và có gia đình êm ấm, có người định cư ở nước ngoài, một năm cùng các cháu về thăm ông vài lần. Ông cùng vợ cũng không lo lắng quá nhiều cho các con mà dành thời gian để chăm lo cho bố vợ đã cao tuổi. Nghệ sĩ ưu tú Tạ Minh Thảo coi đây là trách nhiệm lớn lao của mình thay cho anh em ở xa khó có điều kiện gần gũi bố mẹ. Từ khi làm nghề và được khán giả biết đến, yêu mến qua từng thập kỷ, nhưng nghệ sĩ ưu tú Tạ Minh Thảo chưa bao giờ mơ cuộc sống giàu sang. Ông quan niệm bản thân chỉ cần đủ đầy tình yêu thương, được sống và làm những điều mình muốn, đó là một điều quá đỗi tuyệt vời với ông.
Hiện tại, dù đóng phim ở Hà Nội hay Thành phố Hồ Chí Minh thì nghệ sĩ ưu tú Tạ Minh Thảo cũng vẫn ở Thái Bình, cuộc sống của anh luôn là những cuộc di chuyển không ngừng, sống ở Thái Bình nhưng làm việc khắp cả nước. Chưa kể, nghệ sĩ vẫn thu xếp để trọn vẹn vai trò của đạo diễn tại đoàn ca múa kịch Thái Bình nơi nghệ sĩ đang công tác.